Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Pixelmon. Rồi, thì trước tiên để mình đi bắt một cái em Pokemon Shiny cái đã. Hồi nãy mình vô tình mình gặp ẻm nè. Trời ơi, mà chưa có dịp để bắt. Ê, đâu mất tiêu rồi. Ê, đừng có nói là biến mất nha. À đây, 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 đây các bạn ơi. Đây, đây chính là một em Pidgey nha, Pokemon Shiny. Trời ơi, đây có vẻ là em Pokemon Shiny thứ hai của chúng ta nha. Em này thì mình sẽ bắt luôn bằng Net Spawn nha các bạn ơi. Mới level 9 thôi, nên là Net Spawn sẽ đạt cái hiệu suất mà nó cao hơn Liverpool đó. Đây rồi, và... Yes, em Pokemon Shiny thứ hai của chúng ta đã xuất hiện rồi đó nha. Rồi, thì trong thời gian offline mình có tìm thấy một cái ngôi làng này nè anh em ơi. Mình sẽ tiến hành đi lên trên và mở cái rương master coi thử nó có cái gì nha. Mình đã dọn hết đồ ở những cái rương còn lại rồi. Chỉ duy nhất cái master chest này thì mình chưa thu hoạch thôi. Trời ơi, được một cục rare candy thôi anh em ơi. Không có được đồ gì xịn lắm. Thôi, rare candy cũng được. Ok, tổng cộng chúng ta đã có được 14 cái rare candy rồi đó ha. À mình quên mất. Quên là cái ngôi làng này nó có lưu heavy bone. Nên là mình sẽ mua... một stack heavy bone nha anh em. Đó. Mua dự phòng đi. Heavy bone, nest bone đã có nè, lure bone có luôn. Có một cái mình thiếu nữa đó chính là fast bone hả? Ultra bone này bán rẻ rồi. Thôi. Ok, một stack heavy bone là được rồi. Tại vì sau này chúng ta sẽ còn gặp lại nhiều em Pokemon mà nó có thể sử dụng heavy bone nữa. À, và quên mất. Các bạn biết vì sao em Jangu trên tay mình đang ở trong cái quả wheat bone và cấp 65 không? Tại vì trong thời gian offline mình có bắt thêm một em nữa anh em ạ. Đó. Em Jangu này thì bắt bằng Liverpool. Còn cái em này thì bằng Whitbon nha. Và mình cũng đã học cái bộ skill cũng khá chẽm rồi. Em này cấp 65 luôn. Đó. Thì em Jangu này sẽ đồng hành cùng với chúng ta nha. Để bây giờ mình lọc cái đội hình cái đã. Đội hình của mình bây giờ nó khủng bố quá. Không biết bỏ vào sao đây. Trời ơi. Còn cả Raikou nữa, Raikou cấp cũng cao nè. À, thì offline thì mình cũng đã có đi nhuộm hai cái Scooter Bob cho mình rồi nè. Đó, mình cũng có nhặt thêm một cái Scooter Bob từ cái thuyền Swanna. Đó, thuyền Swanna nằm ngoài này nè các bạn. Đó, chúng ta đã có thêm một cái Scooter Bob nha. À, mình còn một cái nữa, quên chia sẻ. Đó chính là trong cái thuyền Swanna nó còn cái Rasidia. Đó, đây chính là vật phẩm để mà mình có thể... biến cái em Simon lên cái dạng thú như thế này nha các bạn ơi. Đó. Hiện tại thì nó sẽ lên cái dạng thú này rồi. Nên là mình không có cho nó về lại được. Đó. Thôi, đây chính là Simon của chúng ta nè. Dạng thú biết đi. Ok, nhưng mà Simon thì mình ít để mà cho vào cái bạc ti của mình lắm. Nên là thôi vậy. Hiện tại là mình xong được cái nhiệm vụ gì rồi. À, bắt Pokemon Shiny. À, xong rồi nha. Wow, giờ mới để ý đó. Còn khá cái nhiệm vụ khác thì tôi chưa có thời gian tôi làm nữa. Ồ, chim hồng hạt hả? Ồ, cấp nhiều cấp 28 anh em ạ. Ôi, xịn nha. Ê, em bay đi đâu cơ? Đứng lại. Ôi, kỹ năng quăng bon vẫn chuẩn xác. Xin sao con bò luôn. Với em chim hồng hạt này thì mình sẽ xài cái quả Liverpool nha anh em. Đó, Liverpool ra trận. Và lần này... ôi, không thành công luôn. Ê cha, căng thẳng đấy. Nếu mà không có thành công thì mình có thể đổi qua cái quả Nestball được nè. Next spawn cũng được anh em. Không sao cả. Ui, next spawn cũng thành công luôn. Khoai nha. Nếu mà như vậy thì chúng ta cho Jangu ra trận đi. Jangu cấp 65 mà tha hồ làm tăng cơ luôn. Em này thì mình có chiêu Phone Sweep nè. Xài cho nó thoải mái anh em ạ. Tiếp tục Phone Sweep. Trời ơi, chiêu này nó sẽ làm Pokemon đối phương về một máu đó.
nên là chúng ta sẽ thu phục nó đơn giản hơn. Chắc quả Rayborn đi ha. Rayborn mình đang có tầm 3 stack luôn, nhiều lắm. Nên là cố spam cho hết đi. Wow, chim hồng hạc, em này là Flamingo nha các bạn. Đúng như tên luôn. Và thành công. Ui. Từ khi có thêm cái em Django cấp 65 này thì ta nói thu phục Pokemon nó thoải mái kinh khủng luôn. Đây có một cái Ultra Chest của chúng ta, được vảy rồng Dragon Scale. Vảy rồng. Ok, tiếp tục lên đường nào. Ô Laiga. Ơ, sao mình gặp những em này ở đây vậy ta? Bây giờ mấy em dễ xuất hiện thế nhờ. Quá đã luôn các bạn ơi, Laiga. Bắt luôn. Mấy cái mà mình cảm thấy nó hiếm á thì mình sẽ bắt liền nha. Wow, em này mình nhớ những cái season trước á, mình đi thu thu phục em á, đi kiếm em thôi cũng khó nữa rồi. Và trời ơi, chưa được. Laiga đúng không? Bắt khó quá thì tôi đổi qua Zangu để mà thu phục cho dễ đi. Zangu ra trận. Rồi. Con sweep em thôi. Trời. Có Zangu cấp cao như này nó đã anh em à. Zangu thì em này sẽ spawn tại những cái vùng như là vùng đồng cỏ đó. Rồi dạng offline mình có may mắn đó, đi ở vùng đồng cỏ gặp ẻm luôn. Ẻm nó không có bộ skill chuẩn nhưng mà mình có move laner mà, nên là đi học rất là khỏe luôn. Wow, spawn một đàn mod ray cho mình luôn nè. Một tòa tháp gì nữa đây? Từ từ, trước tiên là ở đây có một cái đen nè. Đen này có Pokemon hệ tiên anh em ạ. Nếu là Pokemon hệ tiên thì chúng ta nên dùng Pokemon hệ độc và hệ đá, nhưng mà hiện tại mình chưa có nè. Độc đá cũng chưa có, vậy dùng hệ lửa hệ đất thì có ảnh hưởng không ta? Hệ đất bình thường. Ok. Vậy cho Crowdin ra trận đi. Ui, đây là Clefairy. Như mình chưa thu phục em này thì phải. Recipe Plate. Dành củ tỏi nha. Em này thì mình sẽ bắt luôn nha. Respawn ra trận. Và lần này thành công luôn. Ngon lành canh đào nha anh em. Cái gì nữa đây em? So bức này. Kiếm chuyện với tôi đúng không? Bắt luôn đi. Có Woodball mà. Tập trước mới mua một stack xong. Tập này không xài thì ai coi mình ra gì nữa. Woodball. Và thành công nha. So bức. Bên này có một MP Real nè anh em ơi. Wow. Không biết em này có rớt chơi mình cái gì không nữa. Thử thách đấu luôn không? Ý cha MP Link này. Cứ kiếm chuyện với tôi không à. Thử thách đấu luôn nha các anh em. Đây, đây là một MP Real. Wow. Hàng khủng Biri Omega nha. Ít chạc phát coi. Ngỗng của tỏi không? Ui, mới 20% máu thôi anh em ạ. Rồi, em này thì mình sẽ sử dụng chiêu Lava Plume thôi. Đốt ẻm. À, chiêu này sát thương cao đấy. Ok. Rồi, hồi máu lại cho Crowdin và chúng ta sẽ tiếp tục thôi nào. Ôi. Em này làm cho Crowdin nó dính độc nè, khó chịu ghê á anh em ạ. À. Lavalum phát nữa. Ui không nổi rồi. Để mình xài Glacier thử coi. Glacier chúng ta có chiêu Icicle Crush nè, thử coi. Icicle Crush. Ui dính độc luôn rồi. Ui còn 400 máu. Không sao, có thể được anh em ạ. À. Đây rồi, Glacier bị hẹo rồi. Nhưng mà mình sẽ cho Entei ra. Rồi quên còn Entei nữa mà.
la bập lum phát nữa. Và lần này thì dãnh củ tỏi nha, trời ơi, em Pokemon Mega thứ hai của mình. Và chúng ta có được thêm kẹo nè, cũng như là Gostium Z, không biết là đen của em nào nữa anh em ạ. Em này quen quen đó nhờ, tôi thấy quen lắm đó nha. Rồi, thách đấu thử luôn nào. Đây là Roselia. Wow, Pokemon bông hoa. Chắc cho dãnh củ tỏi luôn quá. Rồi, tới là dãnh củ tỏi. Mình sẽ bắt em này luôn bằng Ultra Ball nha. Và yes, mình thấy cái hướng phía bên dưới này có một ngôi làng nè. Chắc đi qua ngôi làng thử xem sao anh em ạ. Wow, cái vùng rừng này hả, lâu lắm rồi mình mới gặp lại đó. Nhìn nó đẹp kinh khủng luôn. Đây chính là một ngôi làng mà chúng ta vừa khám phá ra nè. Sẵn có một cái đen luôn. Lụm luôn anh em. Pokemon hệ bay và hệ lá hả? Đây là Skip Lum. Có vẻ như là mình đã đánh bại em này rồi nhưng mà không có bắt được. nổi không? Mới có 49% thôi anh em ạ. Làm một phát nữa coi. Đây, dãnh củ tỏi luôn rồi. Ok. Trời tối mình nghĩ là nên xài Dust Bowl đi. Chắc cú. Rồi, dãnh của tỏi nha. Bên này có một em Ampharos hả? Chúng ta thách đấu thử luôn. Recipe play. Ra đình có máu nhiệt đã quá anh em ạ. Tiếp tục một phát nữa, Recipe play. Dãnh của tỏi luôn rồi. Và đây rồi, chúng ta có luôn được Ampharosai. Đá Mega của Ampharos nha. Đen có một Pokemon gì vậy ta? Pokemon hệ thường anh em ạ. Lạ đó. Ôi, hình như Ditto hả? Phải không? Ditto anh em ạ. Mình gặp được cái đen của Ditto, phải chưởng thật. Bây giờ em đang transfer thành Salazo kìa. Láo chưa, láo chưa. Chà, em này mình bắt được thì một phát thì thôi rồi anh em ạ, quá đã luôn. Tiếp tục, Recipe Plate. Chua hẹo luôn hả? Một phát nữa coi, Recipe Plate phát nữa. Ui, đây rồi, dãnh của tỏi rồi nha. Ditto anh em ạ. Tốt nhất là mình nên nghĩ bắt bằng Ultra Ball đi. Ditto em này hiếm gặp lắm nè. Và trời ơi. Lại có thêm một em khác tới nữa. Đây là em gì đây? Invasion hả? Hay là Trendwheel vậy ta? Trendwheel anh em ạ. Sacred Fire thôi. Dãnh củ tỏi nghe chưa. Tiếp tục vẫn là Ultra Ball thôi nha. Lần này thành công. Chứ có vẻ là em Ditto kia rất là khó bắt đó. Lại em Pokemon gì nữa đây? Pokemon hệ thường hả? Hệ thường. Hệ thường thì hệ nào nó cũng như nhau thôi. Hình như là First Brown thì phải. First Brown. Hên quá, có chiêu hệ giác đấu luôn. Ngon. Ê, nhầm.
Nó chọn mục tiêu mới được anh em. À, mất 50% máu. Được một cái giáp hả? Còn bốn cái giáp nữa. Hai cái giáp rồi nè. Ba cái giáp nè. Tiếp tục sắc resort thôi. Ôi, rảnh chưa? Đâu quá ta. Đây rồi, em đã mất cái thanh giáp rồi nè. Xuống còn 28% và dánh cứu tỏi luôn nha. Rồi, mình sẽ tiếp tục bắt em luôn. Bằng Ultra Ball thôi nha. Và lần này... À, thành công. Phía này có lẽ là một khu rừng Bạch Dương. À, đây là rừng gì đây? Wow, ta nói nó rậm rạp kinh khủng luôn các bạn ơi. Nhìn nè. À, lại sắp tới cái núi hả? Từ từ. Trước mắt thì trong này có một em Pokemon gì đó. Hệ bò, hệ ma, hệ bóng tối thì mày ra gây sát thương cho em cao được. Hệ đất gây sát thương cho em có cao không ta? Hệ đất. Ok, hệ đất mình nghĩ là có gây sát thương cho em được đó các bạn ơi. Nên là thử coi. Ủa em này là Hypno, Pokemon thôi miên. Có chưa hề bỏ nè. Ngon lành luôn. Hay quá, Zangu có chưa hề đập hề bỏ anh em à. Mất một cái giáp, hai cái giáp nè. Tiếp tục, có mất nữa không? Ba cái giáp luôn. Ở cái giáp cuối đâu rồi? Ôi, mình không xài lại cái chiêu X-Scissor được. Là chiêu slash thôi, là thường. Chỗ này mất có 1 tí máu à. Hỏng xi nhê rồi. Ủa và dánh cứu tỏi nha. Ngon lành đó. Hypno. Chịu khuất phục đi. Ultra Ball. Trời ơi, không được. Khó khăn dữ hen. Kiếm chỗ đi lên thôi nào các bạn ơi. Ủa, có em cá gì to lắm. Hình như là khi... À em cá trê thì phải. To quá chưởng hả. Sợ luôn á. Bự kinh khủng khiếp luôn. Ủa, và Inamoros spawn hả. Inamoros làm cái gì. À Inamoros làm này hả. Ui phải nồi. Trời ơi, mình đang không hiểu em spawn ở đâu nè. Tại vì mình không có thấy cái icon. Rồi em này em chơi spawn kiểu này rồi sao tôi bắt. Trời ơi, lần đầu tiên mình thấy một em Pokemon mà em chơi spawn trong đen anh em ạ. À. Trời ơi, chết rồi, huyền thoại spawn trong đen. Đây là một cái đen 5 sao nha anh em. Đánh kiểu gì cho được đây. Rồi đánh thắng rồi có bắt được hay không nữa là vấn đề nữa chứ. Mình không có Master Ball, phải chưa có Master Ball thì mới ra. Đây em này là Inamoros nha các anh em. Ít chẹt mấy coi. Em này thì mình nghĩ là mình thử sức để mình đánh được đó. Mà quan trọng là tí chúng ta bắt kiểu gì đây. Ơi, trớ trêu vãi chưởng thật. Ác thiệt sự. Tinder phải coi. Ui, em này 7 cái giáp hả? Nhìn kinh khủng đó anh em ơi. Đi chẹt phát nữa coi. Có cái lượng máu cũng khá là ít đây. Wow, em này là rắn thần hả? Hồi lại máu cho Raikou nè. Chúng ta sẽ tính tiếp nha, hồi máu trước đi. Rồi, hồi lại phát máu nữa rồi chúng ta đánh sau nha các anh em. Ok, máu được hồi rồi.
là mình sẽ tiếp tục đít chạc em thôi. Ồ, mất giáp rồi, mất giáp rồi, cố lên. Trời ơi, dánh cứu tới. Em đã spawn rồi anh em à. Inamorous. Thì nghĩ là chúng ta nên đi ngủ một phát đi, để cho nó đỡ buồn cái đã. Trời ơi, Inamorous. Uầy, mình thấy em nó đẹp đó nha các bạn ơi. Đằng sau ha, em mà xuất hiện ở ngoài xác định nha. Ui, đây là Lucario. Lucario hả? Đấu luôn. Recipe Blade. Trời ơi, mình không gây sát thương gì hết vậy. Zacian ra trận. Moonblast đi. Ôi dồi ôi, cấu thấp máu quá các bạn ạ. Chết rồi. À, chiêu này cấu được nhiều máu hơn nè. Sacred Sword. Mình nhầm. Tôi nghĩ là chúng ta nên hồi phục lại cho Zacian đi. Hy vọng em sẽ không hiểu. Ôi ôi. Cố gắng hồi phục phát nữa đi. Đấm đau điên luôn anh em ạ. Hồi phục lại phát nữa coi. Ok, mình nghĩ là được rồi đó. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục Sacred Sword em. Ui ui, 4% nè. Chưa rảnh hả? Ây cha, vậy tôi đổi qua NT vậy. NT thì chắc Dream Speak phát đi. Rảnh cứu tỏi nha. Và đây rồi, chúng ta có được Lucario này. À, đây, phía này mình thấy thêm một cái ngôi nhà nữa. Mấy ngôi nhà cổ này chúng ta nên tìm gặp nó thường xuyên hơn nha các anh em. Nhà cổ này nó có vương miện. Rồi, đây. Vương miện cổ đại. Đó. Cái này bán được rất là nhiều tiền luôn. 50.000 một cái. Là chủ trương mấy anh em là nên tìm kiếm cái này. Oh, Sinistia hả? Sinistia với tôi lẫm đốn. Em này thì chắc mình sẽ bắt luôn bằng Liverpool vậy. Liverpool nha. Để coi như thế nào. Và đó, thành công luôn. Hiện tại thì mình đang có cái nhiệm vụ là ui, ráp 5 cái Liverpool hả? Đánh bại 122 Pokemon nè. Cái tiếp theo là cái tiếp theo là đánh bại 42 Pokemon, bắt thêm 10 Pokemon nữa. Ô, oh, UC spawn anh em à. Ôi, mình đang đọc nhiệm vụ. Ô, oh, UC đâu vậy? À, đây, 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 đây. Một trong ba vị thần. Ok, chết. Lấy trước đi. UC, UC. Ngon lên cành đào ấy chứ. Trước tiên thì mình sẽ tiến hành hồi phục lại cho mấy em Pokemon của mình đi. Nó hẻo hết trơn rồi. Đầu tiên là Zacian nè, Raoden nè. Ôi ôi, xài cái này biết tới bao giờ. Ok, Zacian. Phun máu chưa? Ok, UC đang bơi dưới nước anh em ạ. À, cái này bơi nước có bị chết đuối không ta? Nhưng mà căng quá. Quả đầu tiên mình sẽ xài đó chính là Whitbon nha. Ok, Whitbon. UC. Không được, không được.
Vậy thì chúng ta chơi cái bài câu máu đó thôi, phone sweep nó. Ngại gì đâu anh em. Đánh danh của mình cũng đau phết đấy. Tiếp tục là phone sweep nha. Dạ, đánh đau phết vậy. Nhưng mà không sao, tôi có chuẩn bị hết vật phẩm hồi máu đây nè, sợ gì. Rồi, tiếp tục mình sẽ phone sweep một phát nữa. Rồi, bây giờ... Đau đấy, đau đấy. Nhìn như vậy nhưng mà đau phết đó nha các anh em. Zengu UC này là Pokemon hệ tâm linh nè. Hệ tâm linh thì nó sẽ không thể đánh Pokemon mà hệ bóng tối. Tiếc là mình không có mang Hoopa ra rồi. Thôi chịu khó phone sweep một phát nữa đi. Ok, cái lượng máu đã đạt một máu rồi nha. Lần này thì mình sẽ tiến hành mình bắt luôn. Ok, một máu rồi anh em ạ. Dustball ra trận đi. Trời vừa tối, chúng ta sẽ thử vận may bằng Dustball coi. UC. Ủa, không được. Căng ấy. Đổi qua Groudon thì sao? Đổi Pokemon cho em sợ. Ù dọa tí coi. Ê à, đánh cũng đau phết đó. Đừng đùa. Tiếp tục là Dustball đi. Trời nó vừa chập tối nè. Dustball liệu có thành công hay không? Ôi chưa thành công được các bạn ạ. À, khó khăn đấy nha. Ok, vậy thì mình xài thử quả Dai Ball đi. Đây là một cái môn đang ở dưới nước nên chúng ta có thể sử dụng Dai Ball vẫn được nha. Và chưa được hả? Khó dữ à. Ép người quá vậy. Xài Ultra thử coi. Có một máu nhưng mà thu phục vẫn khó nha các bạn. Còn sweep tới cái mức độ đó luôn rồi đó. Ây à, mẫu máu của mình cũng khá là đau. Tiếp tục là Ultra Ball đi. Nếu mà căng thẳng quá thì chúng ta sẽ sử dụng Thunderbolt. Ultra Ball, phải lần này. Chưa được. Em UC này em xài chiêu Extra Sensory, hàng chi đau hết á. Để mình heal lại coi. Heal lại cho Groudon, tăng cơ. Để mà chúng ta tiếp tục dùng Thunderbolt nha các bạn ơi. Thunderbolt. Quả đầu tiên ra trận. Ôi, quả đầu tiên thì chắc chắn nó sẽ không được rồi. Vì tỷ lệ có 1.0 mà. Mỗi một lần quăng á, nó sẽ tăng 0.3 nha. Và nó sẽ tăng maximum là 4 chấm. Đó. Ôi, vẫn chưa được các bạn ơi. Tỷ lệ 4 chấm không chịu, tỷ lệ 1.5 thì sao? Ui, cũng vậy. Có khác cái gì đâu. Rồi, lại tiếp tục Thunderbolt thôi các bạn ơi. Tới cái chuỗi Thunderbolt thứ hai nào. Chuỗi thứ nhất mình coi như fail rồi đó. Thunderbolt. Và lần này. Ôi ơi. Nó chậm chậm anh em mà, nó chậm kinh khủng luôn nhưng mà hình như mình cảm giác là sắp được rồi đó. Raiden hồi lại máu coi. Ui em đổi chiêu rồi, sai beam anh em ạ. Chiêu này sát thương cao hơn tí. Armor nữa nè. Bây giờ biết bao nhiêu tên rồi. Armor ít ra cũng phải có tác dụng tí chứ. Và lần này chưa được anh em ơi. Cái gì mà tôi cay quá vậy nè. Còn có một máu mà không chịu vào là không chịu vào nè. Tức quá. Xem bên. Ui chà. Đúng một máu anh em à. Không vào là không vào.
vả lần này như thế nào đây? Ôi, cũng vậy, có khác gì đâu. Momomil hả? Xài Pineapple Shoot đi. Nó full cây máu Crowden trước đi các bạn ơi. Khó khăn rồi đó. Tôi lựa chìm dưới nước luôn rồi đó. Giận tím người à. Tiếp tục là Tamerbon nha. Cứ kỳ vọng cái tỷ lệ này của nó thôi. Và lần này yes. Trời ơi, vừa thu phục xong UC thì một em Legendary nữa đã xuất hiện. Ôi, gì đây, cái gì đây? Dạ, yeah, sẽ là chỗ khác rồi mấy đứa ơi. Master chết rồi, Master Ball đây luôn. Các bạn nhìn nè, UC rồi Sonic đúng không? Ok, em Sonic, em này ở đâu? Lại thêm một em Pokemon xịn sò nữa đã xuất hiện, đó chính là Sonic nha các bạn ơi. Đây rồi, tính chạy đi đâu hả con sâu này? Ok, và đây chính là Sonic nha các bạn ơi. Em này là Pokemon hệ tiên và hệ lá. Mình nghĩ là vẫn xài Flamethrower tiếp thôi. Thử xem. Ồ, có tác dụng nè. Tiếp tục Flamethrower. À, mình sẽ cấu máu nó cho tới cái lượng mà phù hợp trước nha các bạn ơi. Ui, đã vậy. Tính ra mình thu phục cái em UC á, một ngày luôn á các bạn ạ. Đến nỗi mà tới khi mà Sonic xuất hiện thì em mới chịu khuất phục đó. Rồi trước mắt thì mình sẽ sử dụng Pineapple Shoot. Hồi máu lại cho Charizard phát coi. Rồi, hay quá. Mình sẽ tiếp tục Flamethrower nữa thôi nào. Không máu em trước đi. Lem ra vô phát nữa. À, cấu dần dần thôi anh em ơi. Mình cứ sợ Sonic em mới hẹo thôi. Còn không hẹo thì chúng ta có thể bắt được. Trời ơi, tôi mới lụm một quả Master Ball à, phải có trưởng thật. Rồi, sang Gu ra trận đi. Thiết nghĩ là chúng ta sẽ sử dụng chiêu Phone Sweep. Cái gì? Hả? Sengu mới ra trận giành của tỏi rồi anh em ơi. Em này khắc hệ của Sengu ghê gớm vậy. Kinh khủng quá. Mắt là Charizard sẽ là Pokemon hẻo đầu tiên nè. Ok. Mình sẽ cho Enter làm tăng cơ một tí. Để mình đi hồi máu lại cho hồi máu cho Zangu đi. Ok. Rồi, mình sẽ tiến hành bắt em này luôn nha. Ultra Ball sẽ được quăng ra nha các bạn ơi. Ui, Sonic. Wow, xịn sò vãi. Và lần này ơ à. Ui, em này dễ bắt hơn UC. Phải gấp 100 lần nữa. Từ từ, trước tiên là Master Ball tôi cất vào đồng này đã. Chà, em này là Pokemon gì đây? Ủa, Charmander. Tình cờ tôi gặp Charmander nè mọi người ơi. Charmander này có khả năng Dynamax nha.
Giỡn à. Nó bị mạnh đấy. Brace by Blade. Dành của tỏi luôn. Em này thì chắc mình bắt bằng Liverpool thôi. Coi như là bắt để sưu tầm đó các bạn ơi. Ok, chỗ này có một em boss Carping hả? Đấu luôn đi. Chưa giảnh được hả? Trâu dữ. Giảnh cứ tở với tôi nha chưa. Quên học được Fire Blast nè. Thôi, thay Lava Plume luôn nha các bạn ơi. Sau khi mình đã dọn dẹp xong cái tầng trên cho shopkeeper này rồi thì chúng ta sẽ tiến hành đi bán đồ nha. Đó, đầu tiên là vương miện 50.000 đó các bạn ạ. À, phải trưởng thật, chỉ tìm một cái kiến trúc là chúng ta đã có được 50.000 rồi đó. Kinh khủng chưa. Rồi để mình dọn dẹp hết mớ đồ còn lại đi. Ngoài ra thì mình sẽ bán hết tất cả cái số vật phẩm dư thừa này luôn nha. Đó, bán sạch nha các bạn ơi. Bán sạch không chừa gì hết. Rồi, bây giờ chúng ta đang thiếu cái gì? Chúng ta đang thiếu Fastball, một stack. Chúng ta đang thiếu Thunderbolt, một stack. Fastball, Thunderbolt. Ok. Diverbolt nó thiếu không ta? Nestball nữa nè. Nestball, Dieball. Có bán Dieball không? Nó cũng thiếu Diveball đó. Diveball thì chắc số còn lại mình sẽ đi mua hết Diveball đi các bạn ơi. Đó, rồi. Thế là chúng ta đã có được rất là nhiều ball. Tính đến cái thời điểm hiện tại luôn rồi đó. Xịn sò luôn chưa. Ok, và bây giờ để mình kiểm tra coi những cái em mà mình vừa thu phục như thế nào đây. Uầy, em Charmander này cấp cao quá vậy. Kích thước nhỏ hả? Rồi, trước mắt là hồi phục cho em trước đi. Đây. Trời ơi, hôm nay chúng ta có được Sunnis nè. Sunnis kích thước bao nhiêu vậy? Kích thước Giant. Ui, không cộng không trừ bất kỳ chỉ số nào luôn, ngon. Skill thì có Mega Horn nè. Tackle hả? Em này cởi hơi hơi kỳ ha các bạn ha. Bạn nhìn mình nè. Không thấy đường luôn. Cởi gì chết tôi rồi. Ok. Xong em Sonic. Tiếp theo là UC nha. Ngoài Sonic thì mình bắt bằng Ultra Ball đó các bạn. Kinh khủng chưa. Còn UC thì cộng mắt thắt nhưng mà trừ Special Defense thôi cũng được. Skill thì có rồi, 4 skill ngon luôn. Psychic, Extrasensory, Psybeam và Confusion. Ok, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Hôm nay mình đã rất là may mắn luôn khi mà thu phục một lúc được hai em, đó chính là UC và Sonic nha. Ngoài ra thì mình cũng đã có cho mình luôn một cái Master Ball luôn rồi. Rồi, tự nhiên sao có ông Mu Freelancer ông đứng đây vậy? Wow, tính ra thì Mu Freelancer vẫn xuất hiện bình thường nha các bạn ơi. Rồi, nãy giờ thì mình có đi làm các cái nhiệm vụ nè, đó xong được mà hai cái rồi. Ok, thì trong tập kế tiếp thì mình sẽ tiến hành đi trả nhiệm vụ nha. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu các bạn thích video này đừng quên cho mình một nút like, đăng ký kênh và ấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.